Nam thần của lòng em. Đúng đó, chúng tôi có chính sách cấm đồ ăn và đồ uống. Tôi phải kiểm tra trước khi cho bạn vào. Ơ, gì vậy nhỉ? Ổn rồi, mời bạn vào. Tiếp theo, chị ấy sẽ tịch thu Skittles của mình mất. Khoan, chiến binh râu ria. Anh ấy là cứu tinh của mình. Mình sẽ cần một bộ râu giả và tất nhiên kẹo nóng. Mình sẽ vẽ một đường hình mặt cười lên, rồi gắn một mảnh vải khác vào. Vậy là có một chiếc mũ túi nhỏ, quá hợp để dựng Skittles. Trên đường này chưa thấy ai thông minh như mình. Râu dán vào, kẹo được giấu, khỏe lên thôi. Chờ một chút. Ôi trời ơi, là chiến binh râu ria. Xin mời vào. Ôi dìa, đã vào club thành công. Nè, râu đẹp đó. Thật à, giờ còn có kẹo nha. Chà chà, bá đạo đấy. Cho tôi với. Được luôn bạn ơi. Hey bro, không được đưa kẹo cho bạn gái tôi. Xin lỗi, cậu ăn không? Wow, cảm ơn bro. Không có kẹo là xém chút nữa bị ăn đấm rồi. Làm sao mình giấu được đống này? Mình chẳng có đủ túi. Làm sao mà qua được nhân viên an ninh đây? Thôi mình toi đời chắc luôn. Mà quên bén mất mình có túi quần. Dừng lại. Cậu không mang theo đồ ăn chứ? Để tôi xem đã. Cái gì đây? Quần cộm quá nhỉ. Thôi được rồi, giờ thì cô vui chưa? Bắt được tôi rồi đấy. Giờ mình phải làm gì đây? Chà, có lẽ đó chính là đáp án. Lấy một chiếc bát cỡ vừa, đổ kẹo vào đó và nhét vào trong quần thôi. Từ từ, xem cậu đang giấu giếm gì nào. Không có gì hả? Cảm ơn. Wow, còn to hơn cả của mình nữa. Thành công rồi, đúng là cái kết có hậu nhỉ. Hả? Ôi mẹ ơi. Ái chà. Đi nào. Cha đang ấy. Ai ăn sô-cô-la không? Đây chính là đêm tuyệt nhất. Ai mà chẳng thích thứ sáu nhỉ. Wow, các em không đọc nội quy à? Giờ đưa cho thầy. Thầy ạ, chán quá đi mất. Cái ngày này càng lúc càng buồn. Lúc nào chả thế. Sao mà nóng thế nhỉ? Chờ chút. Mình biết rồi. Nhìn đây, dính băng dính hai mặt lên kẹo. Và bùng, dán hết lên nào. Thông minh vậy mới là giáo viên được chứ. Tớ không thể chờ đến tận bữa trưa được. Chào các em, hôm nay vô cùng đặc biệt đấy nhé. Ý thầy là làm kiểm tra hả? Ôi trời, không được. Vâng, hôm nay làm kiểm tra nhé các em. Đây, em xin. Không được gian lận nhé. Trừ mình ra, ăn kiêng gì tầm này nữa. Xem kho tàng bí mật của tôi đây. Bắt đầu với món mình yêu nè. Cậu có ngửi thấy không? Mùi sô-cô-la hả? Nhong nhong. Hey John. Gì? Tập trung làm bài đi các trò. Không là thầy phạt đấy.
Đúng là bất công nhất trên đời. Được rồi, cộng thêm 2, 14 hả ta? Ăn thêm tí kẹo cho tỉnh ngủ nào. Chính xác, 14 chứ gì nữa. Thế là 15 nhỉ? Mấy bài này khó quá đi mất. Thế lại phải tiếp thêm chút đường rồi. Nghĩ nào, Sophia, nghĩ đi chứ. Hả? Cái gì? Sao mà mình cứ như con dê vậy? Phải có cách nào hay hơn để ăn chứ nhỉ? Thật ra, ngon lành, giờ não mình hoạt động thật rồi. Lấy giải kẹo chua và luồn nó vào máy đục lỗ của bạn. Đó, giờ giải kẹo có lỗ rồi đó. Luồn sợi len qua và sâu lại. Và thanh dấu trang bằng kẹo đã ra đời. Thế này thì Mị lại phải chăm đọc hơn rồi. Hôm nay mình có hứng học bài dễ sợ. Xin chào thanh dấu trang ngọt ngào. Cậu lấy cái đó ở đâu ra đây? Không thể đợi thêm một giây nào nữa luôn ý. Dạ, chúng em đang cực tập trung đây. Tớ lừa thầy quá đỉnh luôn. Hay tớ đem bán cái này nhỉ? Khởi nghiệp dễ mà. À, đã cô gái. Tôi phải kiểm tra xem cô có mang snack không. Không cần đâu, tôi không có. Bị ngược rồi. Wow, ấn tượng đúng không? Cảm ơn nhé. Anh sẽ không mách lẻo chứ? Ngại chết mất thôi. Ăn kẹo cho trấn tĩnh lại nào. Trời ơi, mình giỏi quá. Sao tiết này dài vậy không biết. Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi rồi. Mấy cái bài kiểm tra này là mình thèm. Các bạn đoán đúng rồi đấy. Món kẹo cao su ngon lành của tớ. Lại còn thơm quá trời nữa. Đừng phát ra tiếng nha, làm ơn. Cẩn thận nào. Gần mở được rồi. Thêm chút nữa thôi bà con ơi. Không. Hả? Kẹo cao su hả gái? Cho tớ với. Đây, chính là điều mình sợ. Đấy, vui chưa? Không còn cái nào luôn hả? Mình phải mua thêm mới được. Mà mình nghĩ ra rồi. Bỏ phần trên của bút đánh dấu và kéo ruột mực ra. Sau đó, cho món kẹo yêu thích của bạn vào. Thông minh thật đó trời. Giờ sẽ chẳng có ai biết là mình có đồ ăn nữa. Thấy không? Im lặng như tờ luôn. Chẳng có gì ở đây đâu mọi người ơi. Không đi học vui nhỉ? Gượm đã nào. Đồ ăn bị cấm nhé. Mình có thể ăn chỗ này nhanh tới mức nào nhỉ? Ý trời, làm sao mà mình qua mắt anh ta được? Mấy cô nàng này giúp được gì không ta? Cái bảng phần đó trông ok đấy. Mình có kế hoạch rồi. Bắt được nhé. Để em giải thích đã. Cái này chẳng phải của em đâu anh. Tớ mượn cái này một tí nhé. Bảng phấn này trông bình thường nhỉ? À chà chà, không lâu nữa đâu. Dùng dao mổ để cạy các ô màu ra. Và khi đã xong xuôi thì hãy để kẹo vào ô nhé. Lột vỏ kẹo ra và đập bẹp xuống. Vậy là vừa vặn hoàn hảo rồi. Nhìn những viên kẹo ngọt ngào kìa. Tuyệt vời. Tớ chẳng trộm cái gì đâu. Từ từ nào. Cái gì thế kia? Bảng phấn của em thôi ạ. Chà, đơn giản như đang giỡn. Alo alo các bạn mình ơi.
Có thèm chút kẹo ngọt không nè? Mỗi người một viên nhá. Còn lại là của chị đây. Đứng đó, đồ ăn bị cấm đấy. Giơ tay lên nào. Trời. Rồi, cho cậu qua. Giơ tay lên giúp tôi. Ôi không, đồ ăn bị cấm. Mình sẽ bị bắt mất thôi. Mình vẫn còn rõ là nhiều. Tóc của cậu ấy nhìn giống nhau phết nhỉ. Cố lên, nghĩ nhanh nào. Chuẩn rồi. Bện tóc xanh ngồi trên nào. Có vẻ ổn đấy. Tôi sao? Tôi đến đây. Nếu cậu có đồ ăn, tôi sẽ phát hiện ra thôi. Thoải mái đi. Rồi sao? Không được ăn sao? It's ok mà. Tôi đến đây để quậy, không phải để giỡn nhỉ. Tôi hiểu quy tắc, đâu cần thắc mắc. Vậy nên cứ cho tôi vào, tôi là thanh niên nghiêm túc đấy. Oh yeah, nghe đỉnh đấy. Không ăn vụng, yo. Ha, ngầu đấy cậu em à, xin mời vào. Ôi, tổng đẹp đấy anh bạn. Ồ thế hả? Mà ăn còn ngon hơn nhá. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Cho xin miếng. À, tớ thích màu xanh nhé. Chocola đúng là đỉnh của chóp. Nhưng chẳng gì khiến mình mê đắm bằng nàng Bella xinh đẹp cả. Bắt lấy nụ hôn của anh này. Ủa, Bella đang đi chơi tiệc sao? Mình nên mang kẹo ngọt đến cho nàng. Người nàng sẽ yêu mình say đắm. Đi đâu đó? Quy tắc gì đâu mà xàm dễ sợ. Dừng lại đấy. Giờ xoay vòng nào. Giấu sô-cô-la trong áo cửa. Nhưng em cần mấy thanh kẹo này lắm ạ. Mình phải sáng tạo hơn mới được. Thế này thì lộ liễu quá nhỉ. Nghĩ ra rồi. Ngon lành. Băng dính hai mặt. Có rồi. Giờ thì dán vào bụng đi. Thế mà dần dần đồn rằng sô-cô-la không giúp bạn mọc múi được. Thêm một miếng nữa này. Chuẩn, không cần chỉnh luôn. Đừng quên nút áo trên cùng nhé. Làm thôi nào. Để xem. Xin chào anh. Chắc cậu siêng tập gym lắm nhỉ. Phiêu. Khá là dễ dàng đấy nhỉ. Nhưng bài kiểm tra thực sự đến rồi đây. Lại là cái tên đó sao? Mình hiền lành quá lâu rồi. Giờ thì rút món hàng đỉnh nhất ra nào. Vừa đỉnh vừa ngọt ngào đấy nhé. Lấy hết đi các quý cô. Cho tớ một cái được không? Vậy thì thôi. Sao phải tự giới hạn bản thân nhỉ? Hít sâu vào và thở ra. Giờ chắp bàn tay lại vào nhau và cúi người về phía trước. Lại nào. Wow. Hả? Lại nữa à? Ngại quá đi mất. Không thể tin được là mình bị trễ. Ý. Suýt thì dính. Lại bị chặn nữa rồi. Thế này đi. Tiếng gì vậy bà con? Chỉ cần trải thảm ở đây nữa thôi là mọi thứ sẵn sàng rồi. Nhưng đầu tiên thì làm tí đồ ăn vặt thôi. Ý, lộn mặt rồi. Giơ tay ra phải không ạ? Chắp tay lại. Cô này vào đây hồi nào thế? Giáo viên không nghi ngờ gì luôn kìa. Cơ hội của mình đến rồi. Phải lấy món này khi đang cúi người mới được. Nhanh nào. Chỉ cạp cạp chút xíu ở đây thôi.
rồi duỗi cánh tay ra này. Làm 100 cái nào, cố lên. Chắc em không làm nổi đâu ạ. Cứ tiếp tục đi Sophia, em có muốn tăng cơ hay không hả? Đừng có mà than thở nữa nhé. Lên nào. Đổ mồ hôi thế này có bình thường không ạ? Sắp xong rồi. Mình cứ như sắp chết đến nơi ấy. Ok rồi, nghỉ 5 phút nhé. Khó thật sự luôn. Khát quá à. Xin lỗi nhá. Ủa khoan, cái này là tạ đó hả gái? Đây là hai cục kẹo to đùng cơ mà. Cậu làm gì thế? Đợi tí nhé. May cho cậu nhá, tớ mang hai cái cơ. Đây này. Đây là cục tạ đỉnh nhất tớ từng thấy á. Chắc là tớ sẽ ăn bên này trước. Wow, chưa dậy miệng mình đã chảy nước miếng rồi. Hương mâm xôi á. Thầy đến kìa. Wow, chuẩn rồi đó các em, tiếp tục đi. Đồng hồ đang chạy này các cô nàng. Đây đúng là cách cực hay để lén mút kẹo đó. Oh yeah, chuẩn rồi nha. Buổi tập này đỉnh quá đi. Dừng lại đó. Nhưng em mới mua thôi ạ. Lệnh cấm này thật là bất công mà. Gì vậy? Này, để tôi kiểm tra cái nào. Ai mà đẹp trai quá vậy ta? Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung tí. Tận hưởng bữa tiệc nhé. Trò này thành công quá xá luôn. Này Bella, để tớ kể cho cậu nghe cái này hay lắm. Cậu chỉ cần một quả dưa hấu nhỏ và chút kẹo xịt tóc màu bạc. Giờ quả dưa này trông khác hẳn luôn. Đến phần hay ho rồi đây. Dính các miếng gương nhỏ như vậy lên quả dưa hấu nào. Miếng đầu xong. Và một đống miếng khác nữa. Vậy đây là dưa hấu á hả gái? Cậu đúng là thiên tài đó Bella. Món này đúng là hoàn hảo cho các bữa tiệc. Đồng thanh, tiệc dưa hấu nào. Sô-cô-la đúng là đỉnh của chóp. Nhưng chẳng gì khiến mình mê đắm bằng nàng Bella xinh đẹp cả. Bắt lấy nụ hôn của anh này. Ủa, Bella đang đi chơi tiệc sao? Mình nên mang kẹo ngọt đến cho nàng. Người nàng sẽ yêu mình say đắm. Đi đâu đó? Quy tắc gì đâu mà xàm dễ sợ. Dừng lại đấy. Giờ xoay vòng nào. Giấu sô-cô-la trong áo cơ à? Nhưng em cần mấy thanh kẹo này lắm ạ. Mình phải sáng tạo hơn mới được. Thế này thì lộ liễu quá nhỉ. Nghĩ ra rồi. Ngon lành. Băng dính hai mặt. Có rồi. Giờ thì dán vào bụng đi. Thế mà dần dần đồn rằng sô-cô-la không giúp bạn mọc múi được. Thêm một miếng nữa này. Chuẩn, không cần chỉnh luôn. Đừng quên nút áo trên cùng nhé. Làm thôi nào. Để xem. Xin chào anh. Chắc cậu siêng tập gym lắm nhỉ. Phiêu. Khá là dễ dàng đấy nhỉ. Nhưng bài kiểm tra thực sự đến rồi đây. Lại là cái tên đó sao? Mình hiền lành quá lâu rồi. Giờ thì rút món hàng đỉnh nhất ra nào. Vừa đỉnh vừa ngọt ngào đấy nhé. Lấy hết đi các quý cô. Cho tớ một cái được không? Vậy thì thôi. Sao phải tự giới hạn bản thân nhỉ? Được rồi, chả chắc chắn sẽ ngon đây. Trong lúc chờ thì ăn một xíu. Anh David. Gì? Em cũng muốn cá đầu ướng. Nhưng mà... được chứ. Trong này có bột pha sô-cô-la nóng nè. Mà, kẹo ngon hết chảy luôn. Yeah, lấy cái này xuống đi. Ủa, gì vậy trời? Em ăn hết kẹo hả? Nào nào, đưa ngay cái kẹo đó cho anh. Nói thật đấy. Đưa đây nghe vào luôn, có nghe không hả? Anh mày không đùa đâu. Anh bực mày lắm luôn đấy. Nhưng mà kẹo...
Rồi, thế kẹo thế thì anh trả này, thôi nín đi. Yay, cảm ơn David. Hay quá, thế là mình chả còn một cái kẹo nào. Ok, không nhìn thấy con bé, lẻn vào nhanh thôi nào. Mình sẽ lấy gói kẹo xôi dẻo mà mình cất ở đây bấy lâu nay. Yes, ăn một miếng kẹo là vui cả ngày, tuyệt vời ông mà trời. Anh David, cho em ăn kẹo xôi dẻo mới, đi mà. Thôi cầm luôn cả gói đi. Nhỏ cầm rồi, nhưng đó lại nằm trong kế hoạch của mình. Vì trong khi con bé mải ăn kẹo, mình còn có thể ăn vụng theo phong cách đẳng cấp. Mình đã lấy một tuýp kem đánh răng và bóp hết kem ra. Chào bạc hà kìa. Ok, tuýp đã rỗng rồi, hãy cất kem đánh răng đi nhé. Và thì chuẩn bị một bát kẹo xôi dẻo khác. Mình sẽ nhét kẹo vào trong tuýp vừa như yên luôn nhá. Giờ chỉ cần đóng nắp lại là xong màn cải trang rồi các bạn à. Và giờ khi muốn ăn kẹo xôi dẻo thì mình đã có sẵn tuýp tiện lợi này rồi. Ngon, ăn trong hồi hộp còn ngon hơn bình thường ấy chứ. Ngon quá. Hello, khỏe không gái? Cậu muốn ăn tí quả vặt không này? Khiếp, món đấy nhiều đường lắm. Cảm ơn nhó, nhưng tớ thích sống healthy balance hơn. Tớ sẽ thon thả lắm cho xem. Đó là lý do tại sao tớ chỉ ăn rau mà thôi. Uống sinh tố rau nữa. Cậu nên thử xem sao. Tớ á, tớ thích để chế độ ăn uống cầu vồng cơ. Đủ những món đồ ăn vàng nè, đồ ăn nâu nữa, cả những món có liên quan. Và không có gì đánh bại được mấy món màu hồng đâu nha. Thôi đi, cậu không biết luật hả? Nhưng tớ muốn ăn món này lắm. Thấy chưa gái? Thôi, tớ vào lớp đây. Chán thật sự luôn á. Chắc mình phải tập với cái bụng đói này rồi. Nhưng vẫn phải thơm nhá. Chờ đã nào, mình vừa nảy ra một ý hay. Chuẩn rồi đó. Để mang quà vật vào, hãy bỏ phần sáp khỏi hộp khử mùi đi và bỏ kẹo bông gòn vào đó. Lén lút chưa này? Giờ còn thơm hơn hồi nãy luôn ý. Đến lúc đổ mồ hôi rồi cả nhà ơi. Tiếp tục đi. Một giây thôi ạ. Xin lỗi ạ, giờ em tập đây. Ok, bắt đầu nào. Yes, đến giờ làm miếng rồi. Em đổ mồ hôi như tắm luôn này cô. Thôi, cứ lăn đi cho thơm. Đùa cô tí thôi, em cần tí đường để tập hăng hơn ấy mà. Ăn vậy thôi chứ mắc công bị bắt nữa. Trời ơi, nóng thật sự luôn. Dừng đi anh bạn, tiệc này có luật cấm đồ ăn nước uống. Ôi trời, anh ấy đuổi bạn kia vì mang đồ ăn. Nhưng mình phải làm gì với chỗ kẹo này đây? Không bỏ được. Hay là ăn hết bây giờ nhỉ? Ngon xỉu. À, mình sẽ giấu ở đây, cho vào tay áo và bít tất. Ok, ổn rồi đấy, nhập tiệc quẩy tưng bừng nào. Để xem nào, em có mang đồ ăn nước uống gì không? Em đùa anh đấy à? Anh thấy kẹo rồi nhé. Kẹo nào? Đây chỉ là phụ kiện cho trang phục Hawaii thôi. Lượn đi cho nó vào trong. Sao anh ấy không tin mình chứ? Này, chờ một chút, nhưng mà mình có thể dùng vòng hoa. Ok, đầu tiên mình sẽ đặt vòng hoa xuống bàn. Đó, giờ thì tách toàn bộ hoa ra. Bye bye hoa nhé. Ok lạ, đó là bông cuối. Giờ thì mình có dây cho vòng hoa. Mình sẽ trải nó ra bàn cho dài và phẳng như thế này. Tiếp theo, xin giới thiệu giải kẹo sặc sỡ đẹp nhất của đất. Mình sẽ xếp theo sợi dây như thế này nè. Chuẩn, và giờ thì lặp lại cho đến hết sợi dây luôn nhé. Quá trời kẹo luôn, ngon xỉu. Giờ thì gấp các đầu này vào bên dưới. Mình cần uốn chúng thành ribbon được treo trên sợi dây. Ok, hãy bổ sung thêm kẹo nhé. Kẹo ngon là tuyệt nhất. Sau đó tất nhiên mình phải lấy chỗ hoa vừa nãy ra để nhìn nó giống như vòng hoa thực sự mà cũng đẹp đấy. Ok, trông rất ổn áp rồi đó, thử xem có bị phát hiện không. Tuyệt, nó đã trở thành một chiếc chân váy xinh. Mình thật thông minh. Chào anh, em vào nhập tiệc được không ạ? Em chính là cô gái lúc nãy. Để anh nhìn em cho kỹ đã nhé. Ok, rất chi là ổn. Nhưng trước tiên uốn người qua xa. Em làm được mà. Yay, vui quá. Ôi trời đất, khó dã man ý. Mình cần chút kẹo tiếp năng lượng mới quẩy được. Đố ảnh biết được. Ngon dã man. Giờ thì mình đã có năng lượng để quẩy bay nóc cả đêm. Quẩy lên nào anh em ơi. Bài thể dục này vui dễ sợ. Ai lại không thích lắc vòng cơ chứ.
mình phải nghỉ một chút mới được. Và đương nhiên là chóp chéo tí quà vặt nữa, không ai để ý hết, hay là lén cắn một miếng nhở. Ngon quá đi, chưa gì đã nếm được vị rồi đó. Ăn hot dog thì phải có tương cà nhé. Nào, em đang làm gì ở đây thế? Em biết rõ luật rồi mà. Tí nữa là cắn được. Ghét tiết thể dục ghê. Chờ đã nào. Mình có thể giấu mấy món này mà. Đầu tiên hãy bỏ tay cầm đi nào. Rồi luồn dây vào mấy cái ống nhựa này nhé. Dùng cục xúc xích ở giữa đi. Đâm vào chỗ này và đẩy xuyên qua phía bên kia nhé. Đừng quên đầu dây còn lại đấy. Hãy dùng thử bé dây nhảy xúc xích này nào. Hiệu quả thật này. Em đang tập thể dục đấy ạ. Cố lên nhé chó cưng. Cô không nghi ngờ một chút nào luôn này. Chào xin protein. Hả? Những bộ nào đói nghĩ ngợi cũng giống nhau nhỉ. Ủa? Không, không thể thế được. Lấy hàng ra dùng nào. Mẹ kìa, mẹ tìm được mình, sao lại thế? Nghĩa là, ôi không, kẹo của tôi. Chắc chuyển chỗ quá. Mất rồi, mất sạch rồi. Nguồn dự trữ của mình vẫn còn nè. Mình phải giấu nó trước khi mẹ tới. Mà biết cách rồi. Mình sẽ dùng dao để cắt đầu của bút dạ quang như thế này. Vết keo lên ngòi bút, rồi đính nó lên cây kẹo. Ấn mạnh để đầu bút cố định nhé. Tiếp theo cuốn giấy bên ngoài cây kẹo và đậy nắp bút lại. Nhìn được đấy. Mẹ đến kìa. Con không trốn mẹ được đâu Leo. Còn cái kẹo nào là ăn đòn nhá. Đâu rồi ta? Con có kẹo gì đâu mẹ. Chà, quê quá đi mất. À ha, tưởng lừa được tôi sao? Mẹ sẽ tìm trong này. Bút hả? Có vậy sao? Con nói rồi mà. Mẹ vừa ngạc nhiên vừa ấn tượng đó. Ngoan lắm. Suýt thì đèo. Mình xứng đáng được thưởng nè. Xem này cậu. Để tớ xé giấy gói. Cha cậu nè. Xin nha. May mà mẹ không thấy. Ngon quá nhỉ. Tự dưng sao mình đói cuồn cào nhỉ. Khoan, cây bút chì. Tất nhiên rồi, nếu đó là kẹo thì sao ta. Yes, mình sẽ tận hưởng cái moment này. Hả? Cậu ấy đang làm cái khỉ gì thế kia? David thôi. Hả? Gì? Ăn không? Tớ muốn ăn bút chì không á? Bút chì? Đúng. Tớ tưởng tượng nó là thức ăn vì đang đói quá. Ôi David, đây để tớ cho cậu xem bút chì của tớ khác thế nào nhé. Tớ sẽ bắt đầu với sô-cô-la như mọi lần. Rồi tớ đặt một viên lên thìa và lấy máy sấy tóc. Dùng máy sấy tóc thổi cho sô-cô-la chảy ra. Rồi cầm lấy một chiếc bút chì. Cậu có thể dễ dàng lấy cục tẩy ở đầu ra. Tớ sẽ nhét một cái ống nhỏ vào đầu của cây bút chì. Như vậy, tớ có thể đổ sô-cô-la đã tan chảy vào bên trong. Nhìn kìa, sánh mịn thơm ngon. Nhưng phải để cho kẹo khô lại nhé. Ta-da, tẩy sô-cô-la trên cây bút chì nè. Cậu có theo dõi cách làm không đấy? Mong là có. Nè, cho cậu cây này. Wow, cảm ơn Madison, cậu là số 1. Hết nước chấm, đã cá miệng lắm lắm luôn. David đừng, nào, phần còn lại thì vẫn là bút chì thông thường thôi. Ôi đúng, tớ lại quên mất, sorry. Kiệm vào heo nè. Phải giữ cho tiền an toàn nhá. Cơ mà, mình cũng muốn mua kẹo. Trả tiền đây cho tôi, mình sẽ mua cả núi kẹo luôn. Có vậy thôi hả? Tưởng nhiều lắm chứ. Chán như con rán. Thôi thì cũng mua được mấy chiếc. Nên mua gì ta? Gì đây? Thôi không đủ tiền thì không xài sang được. Chắc phải có gì rẻ chứ. Skittle này. Đất cắt cổ luôn. Rồi ạ. Kẹo dây dày nè.
Thật luôn à? Cửa hàng này cái gì cũng đắt. Kẹo gấu. Wow, đang giảm giá này. Vậy mới chuẩn chứ. Ngon ơi là ngon. Mình muốn chén kẹo gấu lắm rồi. Mình nên ăn kẹo nhiều hơn mới phải. Về nhà rồi. Mẹ mà thấy túi kẹo chắc sẽ giận lắm đấy. Mẹ ở nhà sao? Ngon quá. Mình phải lén lút nữa rồi. Nhưng làm thế nào? Có cách này. Dùng sợi dây chuyền thế này, rồi đính kẹo gấu lên đó. Wow, trông xịt tai dễ sợ. Vào nhà thôi. Ôi không, Liêu về rồi. Mình phải giấu lẹ thôi. Chào mẹ. Chào con trai. Mẹ sao thế? Có sao đâu, bình thường cả mà. Con có vòng cổ mới hả? Mới đâu ạ. Cũng mềm. Con ạ, bạn con hôm sinh nhật ạ. Mẹ thích đó. Trông hợp phết. Mình cứ tưởng mẹ phát hiện rồi chứ. Ngon quá đi.